chết sao đây? Bình xám lại chết thì chết thế nào? Xám núi mà. Đấy, chỗ này mấy cái đẹp thì bán rồi. Chết quá. Lâu lâu. Nó bảo vậy đi chứ còn nếu mình được thì mình vẫn bán. Cái linh xám gì? Linh vây nó mua được giả tiền rồi thì phải chịu. Cái linh xám gì? Cái xám với cái phi lao này này. Rồi. Nói chung là người ta đã bảo thế là người ta lấy mà. Nó sẽ lấy mà. Nhưng mà các em xin liễu này. Thiếu gì cây đâu. Cô kiếm đâu những cái chậu này mà cháu mua không thấy. Vừa nãy mua vào cho cô nhà chị cô mua dây mà không có nhà. Muốn dây uốn. Cũng về quê thì phải. Đấy, sơn liễu. Sơn liễu này bán cho ông đấy bao tiền đấy cô? Hả? Sơn liễu này bán cho ông ấy bao tiền đấy? Chả biết ông bán hình như 4 triệu. Cái gì nữa? Đẹp hơn cây à, một nét khác mà nói chung là nghe ngửa cái ông nhạn ông may đấy. Tán đầy rồi. Tán đầy là dài. Mỗi thân chỉ bằng ngón tay thôi nhưng mà nói chung là bán rồi. Hàng đẹp đối với những ông bán răm thì khó mà đối với cụ đây thì dễ lắm. Ở đây mà lúc nào có người đi qua mà dễ bán lắm. Dễ bán lắm, đấy nhìn thấy cái lá sân liễu với cái tán sân liễu kia đầy này. Tối mất rồi. Tối mất rồi. Ai có con sộp cũng lấy rồi. Đâu rồi để hỏi giá không? Thôi, chắc giá báo bán rồi nó không chuẩn. Đây là hàng bán rồi, cất trong này là lỡ bác em run tay quá. Có vẻ như đói rồi, run tay lắm. Quá chật quá, đưa lưng lại đeo ba lô không rút vào. Để bàn tay đây cho bác so sánh, ngồi chứ không ngồi được. Điền có kẹp con đá này, điền ăn đá này. Cụ toàn cho cụ ăn đá này. Các bác quý cô toàn cho các cụ ăn đá thế này chết. Bác nhỉ? Bóc lột sức lao động của các cụ quá. Lao này thì mình không kết đâu. Ai có cái này vào bán rồi, chết quá. Cái chắc 4 triệu. Săn sách tay này. Xích tay này rất xuyên dài là để trong nhà rất hay, rất tài lộc vượng khí này các bác, rất phong thủy, chắc với xưa thì ít chắc nhiều. Nói chung là đẹp đấy, nó có cái dễ vẫn còn cái dễ nó chuyển từ trên xuống. Cây này kia sạch sẽ, chậu tạm được rồi. Chơi ngon chơi luôn. Đấy. Cái cây này là bán cho nó bao nhiêu tiền rồi cô? Đâu? Cây này 3 triệu. Ông này nhiều tiền đấy nhỉ. Quất một lúc chục cây, toàn cây thì triệu, mấy triệu bạc này. Đây cô, quảng cáo con linh sang rồi. Hồi đầu bay đây.
quái vật này, chung là nó kỹ lâu năm thôi. Ok, mình lọc phát xuống cho bác xem. Bồ kê đẹp chắc này quá các bác. Bồ kê đẹp chắc quá. Đấy, vừa này quá dù tay. Rồi mua rồi hỏng người ta chết. Thì hôm nay cũng được. Đấy. Các cụ, một số các bác chơi chắc với chơi xưa. Còn những người mê phong thủy với lại có điều kiện các bác, điều kiện đó, xanh mà đá không có chỗ mà cúi xuống. Đấy, khu vực bán rồi, cây bán rồi, ra ngoài xem cây nào mới, có cây nào mới không. Đi mua dây uốn thì không được, đi quay cây vậy. Mấy cây đẹp quá không đừng được. Ngoài này sẽ là bao giờ cho lại lấy lương để mua cây đây. Bao giờ lại lấy lương để được mua cây đây. Hôm vừa rồi không dám đi chợ vì hết tiền. Nay mới dám mỏ ra. Nay mới dám mỏ ra. Này. Lấy đâu ngân hàng nào? Giờ chỉ có làm quan hoặc là doanh nhân mới có tiền thôi. Nhất là làm quan. Làm quan thì doanh nhân mới phải mang tiền đến cho. Còn ông doanh nhân thì ông phải từ đi kiếm tiền. Nói chung là cả hai ông đều giỏi cả. Hai ông đều giỏi. Cái con khúc này nó quả gì kìa. Khúc trình hình nó quả gì. Đôi me này là bao tiền cây cô nhỉ? Đôi me này này 5 triệu rưỡi à? Hay là 5 triệu rưỡi bao nhiêu cây? Cho một tập đấy. Lộc rừng 8 triệu thì bán rồi, 8 triệu rưỡi thì bán rồi. Ở đây để quay cái cây hạt trầu. À quên, cái sơn liễu này loạn sơn liễu. Dưới một con me kia mua được đấy các bác, mua được, làm cả tí nữa,
cả cái gì. Quay lại cái con mai chi kỷ nhỏ nhỏ ở trước. Bà này thì sao mà có nhiều cây thì là ông ấy ngày xưa ông sống trong miền Nam ông cứ săn về làm gì không làm được những cái cây này đâu miền Nam đấy vậy trong miền Nam bán những cây này rất là rẻ con nhưng mà ra đây thì ghê gớm lắm thổi lên tùy người thổi lên dã man luôn các bác rồi chúc bác sức khỏe nha. Em về đây.